Hay mình rất vui gặp lại các bạn trên kênh Đông Phúc Vlog của mình nha. Thì bây giờ chiều nay mình đang đứng ở những cái chỗ cây đinh lăng của mình nè các bạn. Cây đinh lăng này mình trồng hôm giờ chắc chắp năm rồi các bạn, chắc khoảng 13 tháng rồi đó. Cây đinh lăng nó to thế này nè. Thì mình trồng năm đầu là mình nhớ khoảng tháng 11 âm lịch mình đó các bạn, mà hôm nay là tháng chạp rồi các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn cái đinh lăng này nó rất có giá trị về cái mặt như dược liệu cũng như là hiện nay thì kinh tế nó cũng khá đó các bạn. Nè, các bạn thấy mình trồng mới 13 tháng mà nó tốt cái ghê hồng không? Đó, cái đinh lăng này thì mình trồng 13 tháng nè, hồi nãy mình tưới vườn nè các bạn, mình sâu lên cái bộ rễ coi nó như thế nào. Lấy mua tưa mình đó, mình xịt thử đó các bạn. Nó thấy rễ nó thấy hết biết hồng không? 13 tháng đó các bạn. Thì mình được biết ở tỉnh Trà Vinh mình, cái tỉnh của mình á, hiện nay thì có thành lập ra một cái công ty đầu tư cho bà con nông dân cũng như trồng đinh lăng ở nhiều cái huyện Trà Cú rồi Tiểu Cần rồi các bạn. Thì cũng rất là kinh tế nha. Ta đầu tư vốn rồi ta thu mua là cái lá này, cái thân rễ nó các bạn, ta làm chế biến rượu rồi thuốc uống gì tùm lum cho. Còn mình á thì không phải mình làm cái này là mình lúc đó mình trồng cái này mình cũng không hay là ở Trà Vinh có công ty gì nữa các bạn. Mình trồng cái này thì hôm đó thì mình để mình trị bệnh cho bản thân mình nè. Bản thân mình bệnh, hôm nay sẵn chia sẻ các bạn ha. Mình bệnh bị thoái hóa đốt sống là 4 là 5, thoát chị đi là 4 năm đó các bạn. Mình chỉ rất là nhiều tiền nhưng mà không có hết. Thì mình cũng nhờ cái cây đinh lăng này mà mình hiện giờ mình đi mần đồ được đó các bạn. Thì để bữa mình rảnh rảnh mình chia sẻ bài thuốc đó chia với các bạn, coi có ai mà người ta bị bệnh thoái hóa đốt sống á, thoát chị đi điểm thì các bạn chỉ người ta ha. Còn hôm nay thì mình không phải là mình nói cái gì thuốc gì hết, mà hôm nay thì mình nói là để mình chia sẻ với các bạn cái cách mà trồng cái cây đinh lăng này nha. Cái đinh lăng này thì nó rất dễ trồng các bạn. Thì mình nói vậy thôi, các bạn nào chưa có trồng thì không biết chứ nó rất là dễ. Đinh lăng nó cũng tới 2-3 loại luôn. Đinh lăng lá này là 2-3 loại nha, không phải đinh lăng lá tròn nha các bạn. Thì lá chim chim gì đó các bạn, như cái chim chim. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách ương cái cành đinh lăng để trồng nha, để mình tận dụng mình xài các bạn. Thì nói chung đinh lăng này nó sử dụng được cho tất cả các bộ phận của cái cây đinh lăng luôn nha. Lá cũng được mà thân cũng được và rễ cũng được nha các bạn. Mỗi cái bộ phận thì nó có cái công dụng khác nhau. Thì bây giờ các bạn thấy mình trồng mới có 13 tháng à, mà bây giờ nó quá trời. Bây giờ mình phải tỉa nha các bạn. Mình tỉa để mình làm cái hôm mình trồng tiếp. Đó, bây giờ mình dùng cái kéo nè các bạn, mình cắt bớt những cái tược này nè các bạn. Đó, to nhỏ gì mình cũng cắt hết. Cắt vô mình làm giống là mình trồng tiếp đó các bạn. Nếu mà mình để mình có dịp mình đi xuống cái công ty đó mình thấy ok là có thể mình hợp đồng mình trồng rộng đó luôn các bạn. Vì cái cây đinh lăng này mình nói với các bạn à, nó rất là dễ trồng mà lại không có tốn chi phí gì. Bây giờ mình cắt ít tọt thôi, vô mình chia sẻ với các bạn cách trồng ha các bạn. Bây giờ mình đi vô nha, đi vô mình chia sẻ với các bạn. Mình đi quay cho các bạn xem. Thì mình đã cắt đem vô rồi các bạn. Bây giờ mình cắt khúc ra ha. Bạn dùng kéo hoặc gì cũng được.
cắt khoảng 25 cm nha các bạn. Bỏ mấy lớp lá nữa. Cái lá này mà nấu nước uống cũng được nữa. Cây bi lớn mình vẫn trồng được nha các bạn. Như vậy nó vẫn sống nha các bạn. Thì mình để trồng thì mình phải có đất nha các bạn, đất phân chuồng rồi cho cháu. Đây là phân chuồng cho cháu mình vô. Đó là mình trộn rồi các bạn, trộn để mình vô cái bầu mình trồng cho nó xốp đó các bạn, nó xốp cái cây lăng này nó dễ ra rễ. Mùa nắng thì mình, các bạn trồng cái này mùa nắng các bạn phải dâm trước chứ, để bạn trồng ra ngoài ruộng có thể là nó không đủ nước tưới là có thể nó bị chết các bạn. Để mình vô nha, để dâm này mình có chuẩn bị mấy cái này là cái đồ dụng hoa cũ đó các bạn, mình có thể tận dụng. Nếu các bạn mình dự định trồng để lớn thì mình mới đem lên trồng. Còn các bạn nếu trồng ôm mà để vài tháng trồng thì các bạn mua cái loại bọc này nè, mình bán ở chợ 100 gram nó mấy chục ngàn vậy, lúc trước mình mua mà mình xài hết rồi. Này mình lấy cho các bạn xem thôi, cái này 11 rồi. Giờ mình vô đất tiên đây mình làm nha. Mình vô như vậy rồi mình cắm cái đầu gốc xuống nha các bạn, nghiêm đại xuống khoảng 7 phân nha các bạn. Mình khi mình xong rồi cái mình tưới nước nha các bạn. Bạn nhớ để mùa nắng này các bạn để trong mát nha, mùa mưa thì các bạn để ngoài chặn ngoài cũng được. Mùa nắng này các bạn phải nhớ để trong mát tưới nước, thì độ khoảng 20 ngày là bắt đầu nó lên rồi các bạn. Các bạn trồng đi, cái đinh lăng này nó rất là có hiệu, nói chung là nó rất tốt để cho mình sử dụng đó các bạn. Mình làm nước uống nè, lá mình phơi mình làm nước uống được nè. Rồi mình làm thì bệnh nhiều bệnh bằng cây đinh lăng lắm nha các bạn. Thôi video này mình đến đây tạm dừng ha. Chúc các bạn xem video thật vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cho mình xin like nha. Rồi để mình có động lực mình làm những video tiếp theo hữu ích cho các bạn xem. Bye bye.